Câu chuyện phim xoay quanh Định Quyền được phong làm thái tử nhưng không được vua cha tin tưởng và yêu thương. Cuộc đời của Định Quyền thay đổi khi A Bảo xuất hiện. Chính tính cách quân tử và tình cảm chân thành đã khiến A Bảo rung động. Những âm mưu thủ đoạn giành giật quyền lực trong hoàng cung được đan xen với mối tình đầy cảm động. Đón xem Giọt Lệ Hoàng Gia, phát sóng 12 giờ từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần trên kênh VTV3.